Xin chào cả nhà, hôm nay mình có đến nhà vườn của bạn Quế Anh ở ấp An Hòa, xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cả nhà một số cây mai ghép nha cả nhà. Rất mong cả nhà xem tham khảo và ủng hộ nha. À, của clip cũng có mai zin cho cả nhà luôn nha cả nhà. Rồi, anh chào em nha. Dạ em xin chào anh và cô chú và anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay em lên giao lưu với cô chú và anh chị nhiều loại mai như là mai giống và các loại mai gin ương từ hạt cho cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Rồi, cũng Dạ. lần đầu tiên mình đến nha. Nhà vườn của bạn Quế Anh, rất mong cả nhà mình tham khảo và ủng hộ nha. Đầu clip thì mình xin giới thiệu với cả nhà cái hàng mini cả nhà. Rồi, cái này mình lấy thông số làm sao Quế Anh? Dạ, em lấy là từ 20 cm đi lên nè. À, Dạ, em như cây này vậy nè. ở bên đây mình có giống gì vậy Quế Anh? Dạ, có giảo Hưu Đức nè, có cúc Thọ Hương, cúc Tâm 50, các loại cúc luôn á anh. Dự như lộn xộn em lấy, em gửi hàng là từ 10 cây, 20 cây em bao ship như là em lấy lộn xộn cho đủ 20 cây vậy đó. À, là nhiều loại cúc lắm hả? Dạ, Em giới thiệu đại kiểu như là có khái. cúc Tâm 50, cúc Hoa Hồng, cúc 2 tầng, cúc Đợt Đỏ cũng có nữa. Dạ. Rồi Cây có giảo không em? dạ có giảo Hữu Đức luôn. Có Thủ Đức luôn. Dạ, cây là cây đều quấn rễ hết nha anh chị. Có xử lý Dạ, đế, dạ. phụ nở nữa nha. Dạ. Giá em giao lưu là 15.000 một cây nha cô chú anh chị ơi. Rồi, hàng này là giá dọn vườn rồi cả Dạ. nhà ơi. Chắc Cái thời nặng gian quá. ghép này em ghép bao lâu Dạ, rồi? cây này là từ 8 tháng trở lên anh chị. Dạ. Còn mấy này cũng vậy em. Dạ đúng rồi. Là nguyên cái lô này là thời điểm ghép là chung nhau hết. Dạ, có cây này nó hơi cao xíu, hơi trội xíu nha. Dạ. Gốc này bự bự hơn xíu nè cả nhà. Đây là cúc Thọ Hương nha cô chú anh chị. Thọ Hương. Cây Rồi đều quấn đế, xử lý đế hết. cái hoành gốc mình lấy cỡ cỡ đầu đũa ăn lên hơn Dạ, em. cỡ xém xém đầu đũa một xíu nha. Rồi. Dạ. Rồi chỉ có 15 ngàn một cây thôi. Rồi bao nhiêu cây em gửi? Dạ, 10 cây em gửi, 20 cây em bao ship ạ. 10 cây gửi, 20 cây bao Dạ. ship. Đây cả nhà, nó nhỏ hay. Nó xem cái đầu đũa thôi cả nhà. Chỉ 15 ngàn một cây thôi, bên đây số lượng em còn nhiều không? Dạ, em còn tới 200-300 cây lận ạ. Cũng có 200-300 cây cũng không có nhiều ha. Dạ. Rồi rất mong cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Như mấy gốc này ghép cũng lâu rồi hả quý anh? Dạ, đúng rồi anh. Đó một mùa mấy rồi anh. Rồi nó cũng như liền gừng liền cốt rồi cả nhà, nhưng mà kiểu như là nó chật nền quá cho nên Hơi nó đẹp. bị đẹt ha, bị đèo đẹt nè. Chứ mắt ghép rồi là nó liền hơn hết. Cái này mình có thể mình về mình chăm ở cái nhà thì nó cũng vẫn tốt, nó vẫn sum xê ra ha. Dạ. Cũng có mấy cái dạng đế nè cả nhà, đế nhìn cũng quái quái cả nhà. Chỉ có 15 ngàn cây thôi cả nhà ơi, thì 20 cây là 300 ngàn, mình được 20 cây mình bao ship cho cả nhà luôn nha. Giá này giá dọn vườn cả nhà, đế cũng đủ kiểu hết trơn nè, quấn đa dạng lộn xộn hết cả nhà. Cũng có cây hoành lớn, cây hoành nhỏ, nhưng mà từ đa phần là từ cây đầu đũa ăn trở lên ha em. Dạ. Mình xem đầu đũa ăn trở lên, nhưng mấy gốc này thì nó lớn cả nhà, cả chừng bự hơn đầu ngốt mình luôn á. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Cũng Như còn nhỏ có có ba vậy bốn là em trăm không cây có thôi. như nhỏ có vậy là em không có gửi nha cô chú anh chị. Cái này là quá nhỏ Quá rồi. nhỏ. Dạ. Rồi 15.000 nhưng mà em vẫn lựa được cây tốt chứ không phải là cây xấu nha. rồi cũng có Dạ. tàn có chi rồi ha. Dạ. À, Cái đó là không có gửi cái rồi này đó. mà quá nhỏ rồi cái nhà, kiểu này là không có gửi ha. Tiếp theo thì nhà vườn mình xin giới thiệu với cả nhà cái lô Thọ Hương không ha em. Dạ, họ hương không ạ? Rồi Thọ Hương không rồi cả nhà ơi, thì cái thông số của cái cây này là em gửi ha. Dạ. Là cỡ cái này là chiều cao mình lấy khoảng chừng nhiêu? Dạ, chiều cao cỡ 35 đi lên 35 anh. đi lên ha. Dạ. Còn cái hoành của nó Là bằng cái bút bi ạ. cái bút bi. Dạ. Rồi cái đế này cả nhà cũng đa dạng lộn xộn. Rồi cái thời gian này, thời gian ghép em ghép lâu lâu, Dạ, lâu chưa? ghép một mùa mấy rồi anh ơi. Rồi cái này em vô luôn nhiêu quý anh? Dạ, giá là 25.000 cây anh. Rồi em cầm thử cái Dạ. cây cho cả nhà mình hình dung. 25 ngàn một Cành cây vẫn như sum vậy cả nhà. xuê hết. Trời ơi, uống nhân lòng hết trơn rồi nè. 10 cây em gửi hàng, 15 cây em bao ship à? Rồi 10 cây gửi hàng, 15 cây bao ship nha cả Dạ. nhà. Có Cúc nhiều. Thọ Hương đây. Tại này cũng toàn đều lắm. À, bên đây số lượng còn nhiều. Dạ còn nhiều anh, còn cỡ 300 cây. Rồi 25 ngàn một cây thôi cả nhà, 10 cây gửi hàng, 15 cây bao ship cho cả nhà nha. Dạ có chứ, là so không có nữa. Đây, đây. Rồi đế này bự dữ ta. Đây mình để so với cái giá nha cả nhà, chứ không phải là nó bự quá nha. Cái này cỡ cỡ đầu út mình cả nhà. Giá 25 ngàn nè. Uống nhắn lòng hết trơn Dạ, ha. em vô dây hết rồi. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Cúc Thọ Hương hết. Một mùa mấy rồi. Chỉ có 25 ngàn một cây thôi. Quá rẻ luôn cả nhà ơi. Số 10 lượng. cây gửi hàng, 15 cây em bao ship.
Số lượng mình cũng có 300-400 cây thôi. Rồi mong cả nhà mình tham khảo nha. Tiếp theo thì mình xin giao lưu với cả nhà cái lô đế đế đẹp nha cả nhà. Bên đây mình có giống gì quý anh? Dạ có ba giống anh, dạo khu đất siêu bông Sài Gòn về nhà họ cúc họ hương anh. Rồi cả nhà, bên Đây này là đế đẹp nha. mô hình con rắn nè. Có toàn bộ là rắn không hả? Dạ toàn bộ là rắn không anh. Rồi, rắn không cả nhà ơi. Cái này rắn bự ạ. Nè cả nhà, mình để ngón tay vô nè cả nhà. Thì cái này em thả ha. Em thả tàn á. Thả mình về mình lấy bo cả nhà. Dạ. Rồi, cái này mình vô luôn bao nhiêu em? Dạ giá là 60 ngàn một cây. 60 ngàn một cây. Dạ, 5 cây em gửi hàng, 10 cây em bao phí ship ạ. 5 cây gửi 10 bao. Dạ. Rồi 60 ngàn một cây nha vậy nha cả nhà. Này em ghép lâu chưa quen? Dạ em ghép được 7-8 tháng anh. Có 3 giống ha. Dạ có 3 giống. Cái nào cũng Rồi. gắn đế thằng gắn nổi nha. Rắn nha cả nhà. Rắn nổi cộm luôn á. Bự chảng luôn nè. 60 ngàn một cây. Này mình về mình lấy bo được nha cả nhà. Cũng vô dây kẽm hết trơn dựng đọt rồi nè. Đó, 60 ngàn một cây. Quá tí. Rồi cho anh coi vài con nữa kìa. Dùng con nào cũng như con nấy cả nhà Con nào cũng như con nấy. ơi. Em 1, lựa 2, đều. 3. Đó. 3 giống nha cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo nha. 60 ngàn một cây. Hình con rắn. Cái đế quấn rễ này làm cũng kỳ công lắm cả nhà ơi. Không phải dễ đâu. Cái này nó đã làm 1 năm mấy rồi anh. Đó. Có con mập có con ốm hen. Đây cả nhà. Đó. Đẹp vậy chưa? 60 ngàn cây thôi, mình sưu tầm về mình chơi Tết cả nhà. Để bàn nhỏ nhỏ ha. Cái này mình về mình không, cái nhà muốn nó gọn thì mình về mình cắt cho nó nhã tàn ra ha. Cái Mình này chơi Tết cũng được anh, bấm có mắc nụ hết rồi. có mắc nụ hết Dạ, có nụ, có nụ kim hết rồi. Chơi Tết được nhưng mà bông ít thôi nha anh không? chị. Rồi cả nhà mình tham khảo mặt hàng này nha. Tiếp theo là hàng bí nha cả nhà, bí với bính. Đây, cho bí đây. Bí này mình bao từ mấy múi trở lên em? Dạ bí em bao từ 5 múi cho lên đó anh. Như góc này cũng là 5 múi nè cả Dạ nhà. này là 6 múi nè. Đó, còn cái hoành thì em lấy cỡ chừng Ngón tay út của em đi lên nha. Đầu ngón tay út Dạ đi dạ lên đi ha. dạ Tay út của em nha. Gần Rồi. đây có người mọc người ốm á. Cái hàng này hàng hàng gốc ghép ha. Hàng hàng gốc nhớt anh, gốc ghép. Dạ Hàng gốc ghép cả về nhà. về mình thả tàn mình nuôi cũng được, hoặc là mình về mình cắt ghép cũng được. Rồi. Từ 5 múi đó lên nha cái nhà, hàng này hàng gốc ghép cho nên mình không có quan trọng cái giống mai nha cái nhà. Dạ. Mình về mình có thể mình cắt cắt tỳ cả nhà, cắt cao cắt thấp Cái ha. này có 7 múi nè anh chị. Gốc ghép. Dạ. Ôi, 7 múi luôn hả? 7 múi luôn. 4 5 7, 7 múi. Hàng gốc ghép nha cả nhà. Dạ giá là 40 ngàn một cây em. 40 ngàn cây. Dạ. Rồi tôi bính, bính cũng đồng Bính giá luôn cũng, em. dạ bính cũng đồng giá luôn. Rồi. 10 cây thì em gửi, lộn, 5 cây em gửi hàng, 10 cây em bao ship. Rồi, 5 cây gửi 10 cây bao. Dạ. Bính này em lấy từ khoảng từ mấy mấy dòng? Dạ em lấy từ 6 á, 6 đi lên. 6 đi lên. Dạ. Rồi cái nhà mình tham khảo. Cái bính này cái rễ nó xem cái thân luôn cả nhà ơi. Dạ. Còn cái bí này rễ thân Bí. thân rễ nó xem, còn cái bính này thì nó nhỏ hơn cả nhà. Nó nhỏ hơn xíu. Nhỏ hơn xíu. Đây, 40 ngàn một cây thôi. Đó. Rồi cái nhà mình tham khảo nha. Bính nhìn đẹp ha, như thắt bính vậy. Kỳ công lắm à. Vậy tóc thắt bính nha, Anh 40 chị ngàn mua một một cây. cây này vậy, anh chị mua thêm một cây bông Sài Gòn hoặc hở hơn anh chị ghép vô. Hoặc là mua cái mấy cây nãy á, Dạ. mình có bo mà. Dạ. Rồi mình ghép vô cả nhà. Hẹn đáng sưu tầm luôn anh chị ơi. Rồi cả nhà mình tham khảo nha, có mai ghép rồi có mai gốc ghép rồi có mai rin cho cả nhà luôn nha. Bây giờ mình tới giao lưu cái hàng cây mai rin nha cả nhà, dẫu rin. Ở đây mình có mặt bông của cây huyết long nè cả nhà, huyết long đọt đỏ nè cả nhà, có cái mặt bông gió nè, rồi cái màu đẹp luôn cả nhà. Đây cái đọt đỏ tươi nè, huyết long đọt đỏ nha cả nhà, mai này là mai dẫu rin nha cả nhà, từ hạt luôn ạ. ươm từ hạt luôn. Dạ cây này là cây giả huyết long nha anh chị. Bông là từ 10 cho đến 18 cánh. Rồi. Dạ em xin đo chiều cao hoành thân ạ. À. Dạ hoành thân là 8. Chiều cao là 80. Giá là 700k anh chị. Tán ngang khoảng chừng nhiêu em? Dạ tán ngang. Đây cả nhà, mình coi tham khảo nha cả nhà. Dạ tán ngang là 70. Rồi tán ngang là 70. Dạ. Huyết long đọt Dạ đỏ huyết nha cả long đọt nhà. đỏ. Nãy em nói vô luôn bao nhiêu quý anh? Dạ 700k anh. 700k giá bao ship hay? Dạ đúng rồi, bao ship có đế. Rồi.
Cây nào cũng có xử lý đế hết nha anh chị. Có cái đế này cả nhà. Ừ, cái hoành này khoảng chừng nhiêu? Dạ hoành 8 à. Hoành 8. Dạ. Rồi cả nhà. Ở dưới nó có nồi đế không em? Dạ không, nó có đế nhôm này, đế nôm. À đế nôm ha. Dạ dạ. Cây nào cũng có hết chứ không có quấn đa dạng như loại mai con hồi nãy. Rồi, cái này là vỏ riêng nha cả nhà. Dạ, mình đưa một hạt nó lên tới bây giờ bây giờ đây. Đó. Dạ, bông nó nói anh chị. Bông gió mà đã chuẩn vậy ha. Ồ. Đọt đỏ nha cả nhà, quyết long đọt đỏ. Đó. 700k nha. Dạ. Rồi mã số 1 nha cả nhà. Mã số 1. Đây là vỏ riêng, không có ghép nha cả nhà. Rồi mình coi lại lần nữa cái gốc nè. Đó. Rồi cả nhà mình tham khảo cái mặt hàng này nha. Đó giờ mình chưa từng quay cái mặt hàng này trên clip. Rất mong cả nhà xem tham khảo nha. Đây là cây mã số 2 nha cô chú anh chị, một cây vỏ lá gai ạ. Vỏ lá gai. Dạ, hoành 11. Tất cả đều là marine hết nha cả nhà. Cao là cao 86. Cao 86. 8060. 8060. Dạ. Cái hoành cái gốc này khá lớn ha, 11 lận. Rồi, cái đế này cũng đế đẹp nha cô anh chị, đế nôm đây luôn nha. Đế nôm phải không? Dạ. Ừ. Giá là 650 bao phí ship cô chú anh chị. 650 bao phí ship cho cả nhà nha. Mã số 2. Rồi cả nhà tham khảo qua cây mã số 3. Dòng của cây này kìa. Đó. Thì số điện thoại của Quế Anh mình để bên góc trái màn hình nha cả nhà muốn xem chi tiết hơn thì liên hệ số điện thoại của Quế Anh, có Zalo cho cả nhà luôn. Rồi. Và cây mã số 3. Nói chung là cây nào cũng tròn vo cả nhà. Rồi tiếp theo là mã số 3 kế bên luôn. Là vảo đồng tiền nha cô chú anh chị. Bộ đế bên này. Vảo đồng tiền. Dạ vảo đồng tiền. Rồi. Nhà vườn Quế Anh sưu tầm những giống mới ta. Hoành 11. Giống này mình mới nghe. Hoành 11. Dạ, cao 88. Cao 88. 8000 là 70. 8070. Dạ, em giao lưu với giá là 650 luôn ạ. Rồi, 650 cả nhà. Bộ đế đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi. Vỏ đồng tiền. Dạ. Tức là không em có cái hình cái mặt bông không? Dạ có, nhưng mà em bị mất tấm hình đó, là lúc Tết là nở full cây luôn á. À. Cái này nếu cả nhà quan tâm tới cái những cái giống mới thì có thể lên Google hay là YouTube mình gõ cái mặt hoa của từng giống này cả nhà, mình tham khảo trước khi mình chọn cây hết cả nhà. Đó, cái đế này cả nhà, tay cành nè, đều rang hết ha. Rồi mã số 3 mình giao lưu bao nhiêu em? Dạ 650 á. Cũng là 650 luôn, bao phí ship cho cả nhà luôn nha. Cái mã số 4 là hoành 12. Mã số 4 nha cả nhà. Cái này cao 88. Cao 88. Dạ 8000 là 60. Rồi. Vậy là cây vảo quyết long nha anh chị, đọt đỏ bầm luôn nha cô chú anh chị. Đây. Tiếp tục là một cây vảo quyết long. Quyết long nữa cả nhà. Đọt đỏ. Dạ giá là 700k bao phí ship luôn ạ. Rồi. Vảo quyết long là bông từ 10 đến 18 cánh nha cô chú anh chị. Cái này em nuôi lâu chưa quý anh? Dạ em nuôi ba mùa mấy rồi anh ơi. À. Em ương từ hạt mà thuần chậu luôn rồi đó. Ừ. Thuần chậu là từ cái lúc gieo hạt tới giờ mình thuần chậu luôn phải không? Dạ đúng rồi. Vừa chậu. Lên con là em đã ghim vô nó chậu luôn rồi. Rồi, đỏ đỏ tươi luôn đó nha. Đó, cái gốc này nha. Cái nào cũng có gốc đế. Cũng có đế ha. À, mà số 4 nha cả nhà. Đây đây đây, cái đế này cả nhà. Em để cái thai vô thử coi cái đế này. Đó. Cũng khá ha. Cũng khá. Rồi cả nhà tham khảo nha, mã số 4 nha cả nhà. Đó. Cái này là mã số 5 nha, hoành 10. Hoành 10. Dạ, cao là 70. Cao 70. Đây cả nhà. 8000 là 75. À, 8075. Dạ, cái này là vảo nhung. Vảo nhung. Dạ, 650. Rồi, cho anh, coi cái đế đi quê. Dạ, cái đế này nó không có quái bằng đế kia ha. À. Nó vẫn có nhưng mà nó chưa có, em phải khai thác ở dưới. Ừ, còn khai thác ha. Dạ. Đây cả nhà ơi. Chịu khó khai thác ở dưới. Mà đừng cái là may riêng nha cả nhà, không có ghép nha. Đó. Lá vảo nhung bự ghê. Vảo nhung. Dạ. Mã số 5 em. Dạ, mã số 5. Để mình quay một vòng cho cả nhà tham khảo nha. Nếu mà chưa kỹ lắm thì cả nhà nhờ Quế Anh quay lại cho kỹ hơn cả nhà. Dạ anh chị có thể nhắn tin Zalo em kia em chụp hình vẫn được ạ. Rồi vảo nhung, cây vảo nhung. Thì hầu như là mấy cây này nó cũng ba mùa hết em. Dạ ba mùa. Ừ. Có cây lớn hơn thì ba mùa ngoài xíu. À. Rồi mã số 5.
cả nhà tham khảo nha. Tiếp theo mình tới dạ mã số 6, mã số 6 dạ, phía bên đây luôn. Tiếp cây này bộ đế hơi bị quái luôn ạ. À, bên này tiếp tục là cây quyết long nữa nè cả nhà. Hoành 10 cái đế này cả nhà. Rồi anh coi cái đế qua đế bên rồi dạ hoành 10 chiều cao là 87 chiều cao 87 và tán ngang là 67. Ừ. Rồi cả nhà mình tham khảo mã số 6 vẫn là một dạ. Cây quyết long đọt đỏ nha cả nhà. Giá giao lưu là 750 bao phí ship ha. À. Đẹp ha. Bộ đế quá đẹp luôn. Ừ. Cái này em đang thả tược ra chị vậy hay bấm tược cũng được luôn nha anh chị. Rồi. Bấm cho toàn cây rồi. Thì mình nói chung là mấy cái giống mai mới thì mình về mình kiếm hình rồi mình chèn lên cái clip cho cả nhà mình dạ. Dễ hình dung. Em có hình, mặt bông có bông, có mặt bông. Rồi, dạ. Ok. Quyết long dạ. Mã số 7 á. Mã số 7 nha cả nhà. Dạ, hoành 10. Hoành là 10. Mấy cây này nó gọn gọn cả nhà. Dỗ riêng. Dạ, chiều cao là 70. Nếu mà cả nhà tán ngang là 65. Cái nhà sưu tầm nhiều mai ghép quá rồi thì có thể nghiên cứu tới cái hàng dảo rin này nha cả nhà. Dạ cái này là dảo thơm á anh, 650 ạ. Dảo gì em? Dảo thơm á anh, bông dảo thơm. Dạ. À. Bông thơm mà to nữa. Ừ, 650. Tán to vậy. 650. Dạ. Rồi anh tham khảo cái đế gì dạ, đây đế này. Đế mã đế này là mã số 7 ha. Số 7 có đế luôn nha anh chị về có rồi, khi mà vô bầu khác á mình moi lên giùm em nha. Rồi. Vì em ương từ hẹn nên không có dám moi nhiều, sợ đi ảnh hưởng cái bột rễ. Nói chung là nó đặc rật ở trên cả nhà, mình quay ở dưới mình quay lên vậy chứ mới thấy được cái thân rồi cả nhà ơi. Ừ. Này có mã nụ kim hết rồi nha cô chú anh chị. Đây nụ kim. Này cả nhà. Đó, nụ trơn nè. Thì cái hình thức mình gửi là mình bó bầu hay. Dạ, bó bầu anh, em bỏ chậu lại. Bó bầu, gửi chậu lại. Vì gửi chậu đi sẽ bị bể chậu, ảnh hưởng đến cây lắm. Đúng rồi. Nụ kim nữa nha. Cây nào cũng có nụ kim hết. Ừ. Rồi, mã số 7 ha dạ, anh. Dạ. Cây này cây mã số 8, mã cuối cùng của clip luôn ạ. Rồi, hôm nay dạ. Mình vô lưu 8 cây mai rin nữa nha. Dạ, hoành 10. Hoành là 10. Dạ. Chiều cao là 90. Chiều cao 90. Tán ngang là 60. Tán ngang 60. Dạ, này là dảo Tuấn Ngọc. Dảo Tuấn Ngọc. Dạ. Trời ơi, có 8 cây thôi mà nãy giờ mình nghe nhiều giống mới luôn cả nha. Dảo Tuấn Ngọc. Dạ. Ừ. Anh chị cần coi mặt bông thì cứ inbox Zalo em nha. Rồi. Cây nào em còn hình thì em gửi cho anh chị coi thử. Để nè cả nhà, mình khai thác xuống không biết ở dưới nó thế nào nữa, mình cả nhà về nghiên cứu coi. Đây cái dàn sườn của nó nè cả nhà. Đó. Cái này giao lưu bao nhiêu quý anh? Dạ giá 750 anh. Dạ 750 cho mã số 8 nha cả nhà. Để mình đi một vòng được cả nhà. Coi góc này nữa, dảo Tuấn Ngọc nha cả nhà. Giống tên ca sĩ quá. Dạ bông là tủng là từ 10 đến 18 cánh luôn ạ. À. Bông chùm bông thơm. Bông chùm ha. Dạ. Này bông chùm. Dảo Tuấn Ngọc. Cũng có thả nè cả nhà, mình về mình lấy bo. Nói chung là cái cây này mình về mình chơi Tết một mùa đi, mình coi bông sao rồi mình về mình lấy dạ. Bo mình ghép cả nhà. Em thấy đẹp không biết anh chị thấy sao. Đúng rồi, tùy cái này là tùy dạ. Ý mỗi người thôi ha. Rồi, rất mong cả nhà mình tham khảo nha. Hôm nay là cái clip đầu tiên quý anh đến kênh của mình. À, địa chỉ nhà vườn em nhắc lại cho nha, cả dạ, nhà mình của em là ấp An Hòa, xã Long Hới, huyện Chi Lá, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0706 938 527. Rồi. Cô chú anh chị ủng hộ nhiệt tình ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.